Tử Vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, gặp hung hay cắt, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được khó khăn để vượt qua, đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi bính dần, sinh năm 1986, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, có vận trình thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang trọng nóc. Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, bước sang tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, thuộc mệnh Lư Trung Hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Bính Dần là những người rất chăm chỉ, cần cù và nỗ lực trong công việc, họ không bao giờ trốn tránh hay lười biếng. Sự nghiệp được vững vàng, nhờ trí sáng suốt, và lo nghĩ hoàn thành sự nghiệp của mình với một thời gian dài hơn 10 năm, đó là những năm mà bạn lao tâm khổ trí nhất, và bắt đầu hoàn thành sự nghiệp một cách vững vàng vào năm bạn ở tuổi 38. Tiền bạc ra vô bất thường, làm cũng có, khi vô lắm tiền, nhưng lại ra như nước, tiền bạc không được điều hòa cho lắm, cứ vô, ra cầm chừng. Số nắm được tiền của, phải từ 40 trở đi. Sự cần mẫn và siêng năng cũng là vấn đề giữ lấy tiền bạc, tạo ra tiền bạc mà nắm phần vững chắc của nó, bằng cách bạn phải cố gắng hơn nữa. Ngày giờ xuất hành hợp nhất cho tuổi Bính Dần. Số của tuổi Bính Dần rất hợp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào, bạn cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì. Những tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần. Người tuổi Bính Dần cũng cần lựa chọn người hợp tuổi mới có thể phát triển công việc một cách mau lẹ được. Sự phát triển làm ăn cũng tùy ở sự trùng hợp mới có thể nắm lấy nhiều may mắn và thắng lợi vậy bạn nên cần lựa chọn những tuổi như Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Giáp Tý sẽ giúp cho sự nghiệp nở hoa và thu được nhiều thắng lợi. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, phải đương đầu thái tuế, lại có phi phủ sát ảnh hưởng, phá hoại vận trình, tháng ảnh hưởng nhiều tới phương diện sức khỏe cụ thể có thể gây ra tai nạn bất ngờ, hòa huyết quang, bệnh cũ tái phát, công việc có nhiều biến động đề cao cảnh giác thận trọng hành sự tiết chế cảm xúc kẻo vướng họa thị phi thời điểm này cần tĩnh tránh động nóng vội thì mưu sự khó thành làm gì cũng suy nghĩ kỹ càng tính toán mọi rủi ro hạn chế sai sót xảy ra gây họa cho chính mình tài lộc trong tháng duy trì ở mức trung bình chính tài hay thứ tài đều không quá vượng trong khi đó các khoản chi tiêu rất nhiều tài chính có phần eo hẹp nhưng càng về cuối tháng vận khí càng khởi sắc chăm chỉ và nỗ lực hết mình sẽ có thu hoạch xứng đáng Chuyện tình cảm duy trì ở trạng thái ổn định, vợ chồng có lúc tranh cãi về vấn đề tài chính, quan hệ họ hàng hai bên nội ngoại, chuyện con cái, tuy nhiên bản mệnh biết ứng xử khéo léo. Chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ thành không có, gia đạo vẫn an yên. Người độc thân, nhân duyên khác giới vượng, không khó để tìm được người phù hợp. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho người tuổi bính dần, sinh năm 1986. Bản mệnh phải đương đầu thái tuế, tình hình làm việc nhiều biến động, thách thức và cơ hội luôn song hành, đôi khi tưởng chừng thành công nằm chắc trong tay rồi, nhưng lại không thể nắm bắt, hợp đồng gần đi đến ký kết bỗng lại chỉ hoãn, vì lý do khách quan nào đó. Vì thế, con giáp này cần hành sự hết sức thận trọng mới có thể chuyển hung thành cát. Đầu năm quý mão này, tuổi bính dần, sinh năm 1986, ngập đầu trong công việc, đã vậy tháng riêng là tháng ăn chơi, nhiều hội hè, đình đám, khó tránh lúc bản mệnh làm việc sao nhãng, thiếu tập trung, dẫn đến sai lầm, làm giảm uy tín, cũng như hiệu quả công việc. Thời điểm đầu xuân, âm tiêu, dương vượng, dương khí quá mạnh, nên chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, để thuận âm dương nhưng vì thái tuế hoành hành tiềm tàng biến động nên trong động cần tĩnh lấy tĩnh chế động để tạo ra sự hài hòa thành sự thận trọng tỉ mỉ nóng vội càng khiến mưu sự khó thành công hơn nhất là trong đầu tư kinh doanh bạn càng cần phải suy tính kỹ càng đường đi nước bước phân tích rõ ràng các yếu tố rủi ro nhằm hạn chế sai sót tỷ lệ thành công sẽ cao hơn may mắn tháng này mệnh chủ được lâm quan chủ quyền quý chiếu mệnh công việc tuy áp lực và nhiều thách thức nhưng một khi đã nhìn thấy triển vọng sẽ cho ra kết quả mỹ mãn thành công rực rỡ Nói cách khác, cái gì cũng có giá của nó, tùy thuộc vào cách bạn lựa chọn mà thôi. Về mặt tài vận. Xem tử vi tháng 1 âm lịch 2023, dưới sức ảnh hưởng lớn của thái tuế, con đường kiếm tiền làm giàu của tuổi bính dần, sinh năm 1986, gặp không ít trở lực, tài lộc trong tháng duy trì ở mức trung bình, không có dấu hiệu tăng tiến mạnh. Chính tài ổn định, thứ tài tuy có nhưng chỉ là các khoản nhỏ không đáng kể, trong khi đó các khoản chi tiêu cho hội hè, đình đám, trong tháng khá nhiều, cần thắt chặt tài chính, tiêu pha đúng mực, mới tránh được cảnh đối mặt đi vay mượn. Mặt khác, trong tháng một âm, có âm sát hung tinh mang điểm báo bị tiểu nhân hãm hại, người này có thể không trực tiếp ra mặt nhưng ngấm ngầm suối dục bản mệnh làm càn, rơi vào vòng xoáy đỏ đen, cá cực tiền của tuổi bính dần, sinh năm 1986, tuy chân thành nhưng lại khá nóng vội, dễ bị những lời phỉnh định làm lu mờ ý chí, dẫn tới những quyết định, hành động sai lầm. Vì thế, điều bạn cần là chọn bạn mà chơi, đừng với ai cũng quá thân mật, hay cả nể, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cẩn trọng vẫn hơn. Dấu hiệu đáng mừng là càng về cuối tháng, vận khí càng khởi sắc, hứa hẹn mang tới không ít cơ hội kiếm tiền làm giàu cho mệnh chủ, cái chính là bạn cần tinh tế và nhạy bén để nắm bắt thời cơ đúng thời điểm, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Xem phi tinh tháng, có tứ lục đồng cung bắt bạch ở hướng đông nam, đây được coi là phương vị cắt lợi vượng tài khí tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nếu có điều kiện có thể bài trí biểu tượng Long Quy phong thủy tức rùa đầu rồng tại hướng đông nam của phòng khách, phòng làm việc. Vật phẩm này có tác dụng hỗ trợ tứ lục và bát bạch phát huy các tính góp phần thúc đẩy công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, khả năng xử lý các vấn đề tài chính nhạy bén. Về mặt tình cảm, từ vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 hầu như con giáp này không gặp rắc rối nào về chuyện tình cảm tình cảm lứa đôi có chăng chỉ là đôi chút mâu thuẫn do hiểu nhầm hoặc không có thời gian ngồi lại cùng nhau để chia sẻ mà thôi vợ chồng có lúc tranh cãi về vấn đề tài chính con cái quan hệ hai bên gia đình nội ngoại toàn là những việc thường nhật nên chuyện đâu sẽ vào đó không phải căng thẳng hay lo lắng Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 tin nóng vội tính tình cương trực nhưng cách đối nhân xử thế không hề cứng nhắc, trái lại bạn khéo léo trong các mối quan hệ, khiến chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thành không có, giữ ra đạo bình yên. Tin vui cho những ai tuổi Bính Dần còn độc thân, vận đào hoa ngày càng khởi vượng, đi đâu bản mệnh cũng được người khác giới chú ý, đề nghị kết thân, có điều cần rõ ràng trong các mối quan hệ, đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo ngày lắm mối tối nằm không trong tháng 1 năm 2023 âm, nhất bạch đào hoa bay vào hướng Bắc gặp ngũ hoàng hung tinh ở bát vận, ngũ hoàng là đại hung tinh có sức mạnh tàn phá cực lớn, khiến các tính của nhất bạch khó mà phát huy, dẫn tới đào hoa giảm sút, gia đình dễ lục đục. Nhằm làm giảm hung tính của ngũ hoàng, có thể bài trí một số đồ vật bằng kim loại, tính kim khiến ngũ hoàng sinh xuất thổ sinh kim, tại hướng Bắc ngôi nhà hoặc phòng khách. Cách đơn giản hơn là có thể đặt một cốc nước tại phương vị này, một tuần thay nước một lần, giúp cho nhất bạch có thể phát huy tác dụng, thúc vượng đào hoa tăng thêm cát lợi cho nhân duyên và gia đạo. Về mặt sức khỏe, Tử vi tháng 1 năm 2023 âm lịch, người tuổi bính dần, sinh năm 1986, phải đương đầu thái tuế có phi phụ ảnh hưởng, khiến sức khỏe về tinh thần cũng như thể chất của tuổi bính dần, sinh năm 1986 giảm sút, phi phụ có thể gây ra hòa huyết quang, tai nạn bất ngờ, hoặc khiến bệnh cũ tái phát theo chiều hướng xấu. Bản mệnh cần chú ý, dưỡng sinh, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, giữ gìn sức khỏe, đừng quá tham công tiếc việc, hay tự tạo áp lực cho mình, kẻo sức khỏe càng giảm sút thêm nữa theo đông y khí mùa xuân thông với thiên can hành mộc can trụ tàng huyết nên con giáp này cần điều tiết chức năng tâm sinh lý nếu chức năng của can gặp trở ngại con người dễ phát sinh bệnh thổ khí nóng này cáu giận dẫn tới cơ thể suy nhược càng phải chú trọng bồi dưỡng về tinh thần có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài về chế độ dinh dưỡng chuyện ăn uống nguyên tắc ăn uống mùa xuân nên giảm chua tăng ngọt quá nhiều chất chua làm can khí quá vượng khắc phạt tỷ thổ quá mức làm tổn hại đến tỉ vị ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa gây ra các chứng nóng trong táo bón tiêu chảy các chất có vị ngọt đi vào tỳ có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường chức năng tiêu hóa của tạng tỳ để chống lại sự khắc phạt quá mức của tạng can, từ đó giúp tiêu hóa tốt ăn uống ngon miệng hơn. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo